ghi số bị lậu hay ra ta. Vũ hơn ăn gà mà là y cây kim ở trong miệng luôn, trong gà không biết nhai lủng lưỡi luôn, lủng may á, chưa nút xuống, nút xuống là đứt thực quản là tử vong tại chỗ luôn á. Và thật cái đồ ta giật mắt mà đang bị xui mày. Ý là trong con gà nó có cây kim mà vậy? Không, không biết họ bốt kiểu chi mà có cái miếng sắt cái kim á, không phải kim nhọn như ri mà có ân đây nè, đó. Y đi luôn. Trời ghê lắm. Chị bé làm mụn hả? Này cái nó mà vô trúng đâm lũng cái nó là nút xuống cổ lỡ hay nó nhai đó. Nó mà lỡ nút cái xui xui á. Nút cái là hắn súng cái cổ là đầu đó. Là xác định luôn á. Lũng mới dài nó rồi. Na kêu người lên rửa mặt na. Nghĩ đi, lỏng đi nó thì còn gì nữa. Tử vong tại chỗ luôn hay vậy. Không sợ quá mà uống cả đống rượu vô cho nó tỉnh. À quên cho nó đỡ sợ luôn. Chị cũng sáng luôn mà. Nhì sáng luôn á. Alo. Chị ơi, chiều em mua làm được không chị? Được. Ủa chứ khách lây mà không ai đi lây luôn à? Chứ gì lạ đó, mấy đứa không có khách chứ nữa à? Cho khách lây này mà không đứa mà lây. Ủa cho khách lây mà ra không có đứa mà lây đó. Na chi? Tất nhất là đang để ta có động lực ta ấy chứ mày. Ta còn thử thứ nữa chứ mày. Mắc là im lặng à. Trừ là ta đang cố nè. Ta đang cố để tụi bay ấy ta phạt càng nhiều để ta khỏi thử. Ta đỡ thông tiền. Đúng không? Trừ vô. Trừ rồi tháng này không được đồng với trừ. Yên là trừ nhiều nhất. Mẹ chảy nước đá vậy. Cái kia nó nói chủ quá không kìa. Chủ keo vô chứ. Cầm rắn lũng lưỡi ngủ máu chạy từ lê luôn. Tại kêu, do mấy đứa chửi Vũ biết ra cái mỏ bị nghiệp quá mà. Cái mỏ bị ghê quá mà, nên nghiệp cũng không đập. Không ai trốn mày trốn là đúng rồi.
Bên ai trời cao nữa. Thì cái miệng ghê lắm mà hơi không làm chứ sợ lắm. Xong mấy người chửi vậy. Đó đó đó. Cái tội là cái nghiệp quá đó, cái miệng. Chọn lủng lưỡi không luôn. Không mà hay đấy, chứ không là tiêu tiêu đời rồi. Tiêu đời có lượng. Ý là không biết, không biết là gà họ xáy họ bóp rồi. Thì hắn gặm, hắn nhai ấy, cây kim ở đây nè. À, cái nhai cái đâm vô, đâm thọt mà lủng lưỡi chảy máu tè le luôn. Ừ. Đù, người ta thấy ta sẵn hầu luôn mà hơi cầm cái kim mà nhậu quét hay cái nồm á. Không biết. Nè, cái nó rớt xuống hắn mà nút xuống cổ cái là rồi đó, tử vong. Hoặc là nó xuống bụng là lủng hết trơn. Giống như họ bỏ kim bỏ đồ vô trong đường ruột đó thì làm nó không đứt hết. Nó cứ đâu có đâu ở ngoài đâu có ái được đâu em. Vô nó là phải cấp cứu gấp á. Nội soi đồ kinh. Hay đó, ông hay đó. Trong lòng ngụm củ tỏi. Sản á, thì sản luôn mà, hơi bị sản. Chị nhìn cái kim vậy hoang mang luôn. Hồi hôm mấy bà hát cái chè. Nhiều khi chị muốn một mình là sợ cô đơn rồi chị lâm la trời ơi mấy người. Bé bộ trí hồi hôm sai thà lai luôn. Thấy hình trí lơ mấy em không có, thấy không có chăm sóc những người dưới vậy. Nó không gà lan chứ. Mà thấy gà lan người khác. Hả? Nó nói chuyện cọc cọc. Không nhẹ nhàng với. Ta gặp ta tộng cho phộng mấy cọc luôn, ta cọc lại. Hello. So cana. Lâu ngày quá ha, từ ngày ấy đến bây giờ. Đi chơi sướng à. Đưa chị xí để chị khám thử. Nó lành rồi chứ trừ mà em chữa kiểu chi. Nó lâu không? Lâu là em chữa liền ngay lập tức. Chứ còn mà em để lâu là không được. Càng lâu đó. Để xí hiệu qua chị coi thử. Được cái lành cần nào chờ cái mặt bà nhỏ này nhiều xí nè đứa mua nặng lưng nặng đôi hả thì chị phí vào công rồi chị làm cái mạc hết rồi hết rồi trời lục bớt hết trơn. Đón chỗ này sẽ có.